Chiều tối ngày hôm nay 13 tháng Giêng, tức là bên Việt Nam bây giờ là 13 tháng Giêng, tại cuối phần tự bào chữa bị cáo Đinh La Thăng nói lời cuối cùng, nhấn mạnh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ luôn luôn trung thành với Tổ quốc, nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, và đặc biệt tuyệt đối tin tưởng vào đường lối xử lý công tâm, khách quan, bình đẳng, toàn diện dựa trên các căn cứ pháp luật, thực tiễn vụ án, đảm bảo sự công bằng cho các bị cáo cũng như các bị cáo khác, đồng thời mong muốn được chết trong vòng tay của gia đình, người thân. Đúng, dù sao lập trường vẫn vững vàng, dù sao thì lập trường vẫn vững vàng, không dao động như là bọn chống đối. Đó là lời của ông Đinh La Thăng khi ông đứng ra ông tự bào chữa. Ông Đinh La Thăng, thưa quý khán giả, đây là cái khẩu khí này đó, đúng là khẩu khí của một người, bởi vì đó ông là con của ông Đinh Đức Thiện Đoàn, là một người nổi tiếng của bên nhà nước, ở bên cộng sản. Thì đây là một khẩu khí này, và chúng tôi có viết rằng ạ, có bạn hỏi lý do tại nhà báo nghĩ ông có thật sự, thì tôi trả lời như này, tại sao nhà báo lại bênh ông Đinh La Thăng. Tôi nói rằng á, tôi nghĩ rằng ông thật sự là người yêu nước và thương dân, bởi vì ông dám làm, dám nói, và bây giờ ông nhận cái hậu quả đó. Nhưng mà trong quá khứ nhà nước ta đã có những sai lầm và đã sửa đổi, như là vụ cải cách ruộng đất của ông Trường Chinh, rồi bác Nguyễn Văn Linh đã có hai lần đã bị thất sủng, rồi bác Trương Tấn Sang, để bác Nguyễn Hữu Ước, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, tất cả đều được khoan hồng mà được tín nhiệm trở lại những cái chức vụ chỉ đạo là còn cao cấp hơn. Hà huống gì bác Đinh La Thăng nhà ta chỉ một phạm tội là sai lầm về quản lý. Đấy, cái tội đó là cái tội sai lầm quản lý. Mà từ năm 2018 này trở đi là cái tội sai lầm quản lý sẽ không phải là cái tội hình sự lớn nữa. Đấy, mà chỉ là cái tội có thể là cảnh cáo thôi. Đó. Thì chúng tôi chỉ mong rằng á, chúng tôi cũng tôn trọng tất cả những quyết định của tòa án, và chúng tôi mong rằng á, ông được hưởng một cái tội khoan hồng nhẹ nhất trong cái mà quan tòa suy nghĩ. Đấy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì tôi thấy rằng ông nói được cái câu này, chưa thấy một người nào bị tội mà ra tòa nói nhé. Trong khi ông Trịnh Xuân Thanh nói khác, trong khi ông Đinh La Thăng ông nói rất là khẩu khí của một người lãnh đạo. Ông này là con của ông Đinh Đức Thiện. Dạ, Đinh Đức Thiện Đoàn ấy. Là vua chồng rồi. Không, à, tức là ba người à, ba anh em Mai Chí Thọ, Lê dạ. Đức Thọ và Đinh Đức Thiện. Dạ vâng. À. Đấy, ông này là con của ông Đinh Đức Thiện. Đó là lý do mà tại sao ông được hồi xưa trước khi mà lên ấy là ông là bộ trưởng bộ giao thông vận tải đấy. Vâng. Ông là bộ trưởng bộ giao thông vận tải. Và cái hồi đó, đó tức là ông ấy được giao cho cái tòa đại sứ Mỹ và làm công ty dầu khí đầu tiên. Đây, cha truyền con nối mà ông học cái nghề đó cho thôi. Thì bác thấy rằng á là tôi vẫn cũng như ông Đoàn Thanh Hải vừa rồi. Ông Đoàn Ngọc Hải đấy. Vì cái vụ mà lề đường đấy, từ chức văn hóa từ chức không có ở Việt Nam, là lần đầu tiên ông Hải đã mở đường cho một cái vấn đề chính sách từ chức. Từ chức ông nói rằng ông từ chức chỉ vì ông không giữ được cái lời hứa là ông dẹp cái lề đường ông, chứ ông không đổi tại cho ai nha, lại vì lý do gì hay là vì áp lực này này kia. Ông bảo tại vì tôi không giữ được lời hứa, thế thôi, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Thì thưa nhân